Hello, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình muốn review cho anh em về cái niềng trắng răng này, à cái niềng răng này cho nó đều. Thì ngày xưa thì khi mà mình lên mọc răng khôn ấy, thì mình có răng nó cứ bị đẩy lệch đi, lệch bên này lệch bên kia, thì mình sẽ sử dụng cái này. Để cho anh xem luôn. Thì mình đã đặt cái này, đặt chân này thì mình đặt trên Shopee. Đặt trên Shopee thì nó rơi khoảng 300 nghìn thôi. Đấy, anh em có thể thử để khi mà trong trường hợp nó đẩy lệch quá mà anh em mà chưa đi nhổ được răng khôn ấy thì anh em có thể nhổ. Đây. Đây, đây là một chiếc niềng răng. Đây, cho em xem. Cái loại này thì khi mà đặt thì 3 đến 5 ngày là tới thôi. À, nó có sẽ có 3 hộp như thế này thì đặt cho anh em. À, 3 hộp như thế này thì khi mà anh em dùng ấy, thì anh em chỉ cần bỏ vào miệng cắn giữ chặt thôi. Đấy, giữ chặt nó dùng thôi. Nó ra bằng nhựa cứng nhé, chứ không phải là bằng thì đó nên là à, nó điều chỉnh răng cho anh em. À, cái này cũng chỉ là hạn chế bớt một phần thôi, khi mà nếu mà răng nó đẩy nhiều ban đầu thì 1 2 ngày đầu thì cắn vào nó rất là nhức đấy, nhưng mà sau thì quen dần, nó nhiều trường hợp thì nó có thể sưng lợi lên nhưng mà không sao, em có thể giữ hạn chế nó là đi nhổ răng khôn. Thực ra là nhổ răng khôn nó không đau đâu, mình nhổ cái mình đã nhổ 3 cái đó, thì còn 1 cái nữa nó chưa mọc nên mình chưa nhổ đấy. Rồi đoạn này anh em cắn vào đây, cắn vào thì nó rất là đều đấy. Răng của mình ấy cho anh em thì khi mà căng như này cho nó đỡ mọc lệch thôi. Rồi ok. À, thì đây mình sẽ giới thiệu vậy thôi. Thì anh em nếu mà mua thì có thể lên liên hệ Shopee để mua xem nó như thế nào, về dùng thử. Mình thấy nhiều người mua lắm. Rồi mình dùng thử thì nói chung cũng hạn chế bớt một phần, chứ không phải là hết được thì lại nha khoa thì nó lại không làm, không có mở lên làm gì cả đấy. Ok, thì xin chào tạm biệt tất cả anh em.